Rồi, hello anh em trong ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay thì shop đồng Sơn Kim cũng lên một video của anh mình, gồm có 45 mẫu đồng hồ nha anh em. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian vừa qua nha anh em. Thì mọi cái sự góp ý của anh chị em thì mình cũng đều ghi nhận và khắc phục nha anh em. Thì trong quá trình quay có xảy ra sơ sót thì anh em bỏ qua nha. Tại nhiều khi mình quay fail quá nó cũng do buồn ngủ quá nè. Thì nhiều khi cũng có sơ sót, ghi lộn số hoặc là nhảy nhảy đồng hồ gì tùm lum hết. Thì anh em cũng bỏ qua nha anh em. Tại vì mấy cái lỗi đó nhiều khi nó cũng nhỏ, nó không có đáng kể. Đó. Thì chủ yếu mình quay thì mình sẽ quay làm sao cho anh em nhìn thấy sản phẩm nó rõ ràng nhất cho anh em. Đó. Thì anh em muốn nó rõ ràng nhất thì anh em chỉnh cái điện thoại anh em lên cái độ phân giải cao nhất khi anh em xem video nha anh em. Đó. Thì nó sẽ giúp cho anh em thấy được tất cả những cái chi tiết cái sản phẩm mà mình muốn theo dõi nha anh em. Đó. Rồi cách thức mua bán bên mình thì vẫn như cũ nha, anh em mua hàng liên hệ cái số điện thoại mình để trên màn hình nha anh em. Anh em có thể kết bạn Zalo và anh em gửi hình qua, gửi mã qua những cái con mà mình muốn mua nha anh em. Đó. Hoặc là anh em gọi điện trực tiếp. Còn anh em mà bình luận trên video anh em sẽ không mua được cho anh em. Thì mình cũng nhắc lại cho anh em nắm được nha. Thì đơn hàng thì anh em tin tưởng anh em chuyển đủ sẽ được bao ship như nè, miễn ship. Còn anh em mới mua thì anh em không tin tưởng, chưa tin tưởng thì anh em có thể cọc 30% đơn hàng nha anh em. Thì đối với anh em mua hàng ở xa thì mình cũng có hỗ trợ tiền ship cho anh em nha. Cũng tùy theo đơn và tùy theo cái khu vực xa gần thì mình hỗ trợ ít nhiều như nè. Đó. Rồi mình lên con đầu tiên cho anh em mình luôn nha. Mã hôm nay con mã là mã M nha anh em, mã M1. Con này là con Buloqua nha anh em. Cơ cót 17 di queo. Dây phá nguyên zin nha anh em. Đó. Còn rất là sắc nét. Con này mặt của nó dạng như kêu bằng mặt mà đá hoa cương đó nè, màu xanh. Kiến thì có xước lông mèo nhẹ nha anh em thấy trên màn hình đó. Đó. Thì có xước lông mèo thôi. Thì dòng là dòng kiến mica mà. Chứ còn chạy nặng thì chưa có nha anh em, chạy mà dạng chạy sâu thì không có. Đó. Xước này không thể tránh khỏi rồi. Con này đặc biệt thì nó rất là mới, nó còn tem sau lưng luôn nè, nó còn tem lưng chưa bóc. Tem này nó sẽ dính vô theo thời gian thôi. Đó, stainless steel thép không gỉ nha. Để mình mở cái máy này ra cho anh em câu nha. Máy ở trong thì máy vàng Thụy Sĩ nha. Thì anh em là muốn sưu tầm con này thì cũng rất là đáng chơi chơi nha. Tại vì độ mới nó còn rất là cao. Còn zin giải phá nữa thì nó rất là ok nha. Con này mở cái đít nó rất là khó nha. Rồi cuối cùng mình cũng đã mở được nha. Thì mình cũng hạn chế mở mấy con này nha. Tại vì mỗi lần anh em mở anh em chiên cái dao vô nó sẽ bị chì cái vỏ chút xíu như nè, chứ không phải là dễ dàng mở ra được. Đó. Mà vậy mình sẽ hạn chế mở ra thì mình giữ cho cái đồng hồ nó zin hơn nhất có thể như nè, nó đẹp nhất có thể. Em thấy ở trong đẹp không, nó rất là mới như nè. Đó. Có chữ Swiss đó nè, đu qua đó. 17 chân kính như nè, thì máy vàng đẹp lắm. Máy chạy rất là chuẩn nè, mình cũng có canh cái thời gian nó chạy theo cái đồng hồ pin rất là chính xác luôn. Rồi máy thì sạch đẹp hết nha, rất là khít, nắp rất là khít. Con này có xe ngang xe 30 nha, nó phồng tăng mà xe ngang 30 vuông, thì oval thì nó cỡ 34 35 năm của xe tròn nha nè. Thì cái điểm bự nhất của nó ngay cái nấm nè, mình không có đo được ngay cái điểm bự nhất của nó nha. Đó. Thì để chạch chút xíu nó cũng 30 rồi. Thì cứ tính 30 nha nè. Đầu kèn của nó sẽ rơi vào khoảng là 36. Độ dày thân là 7 ly nha nè. Thì cái kính nó hơi lầu chứ cái viền nó em thấy nhỏ xíu à. Cái kính nó lầu lên đó thì mình tính cái kiến luôn. Thì con này sử dụng đầu dây 18 nha nè. Thì mình thổi đo luôn cho nó mau lẹ nha. Dây còn đeo được, dây zin của nó. Dây zin da bò thôi. Đó, form đẹp nha. Bên trái bên phải trên dưới được còn rất là ok nha. Mặt thì số la mã đẹp. 1.850.000 cho một con còn tem nha anh em. Tiếp theo là con Oglen. Con này mình có giảm nhẹ xuống 700 nha anh em. Con này thì anh em mua về cũng đeo thôi. Chứ không cần làm gì thêm đâu. Nó lắc vậy thôi.
con này lịch nó còn hoạt động tốt, nhưng mà lịch lịch bơm lịch ngày này bấm vô là nhảy thôi đó, bấm bằng cái móng tay nha, tại cái thịt mình bấm thì nó mềm quá, nó không đủ nè, nó lúng vô không đủ đó. Bấm rất là nhầu nha anh em, nặng nó đầm đã lắm. Con này thì kiến của nó trải qua thời gian thì nó sẽ có mấy vết xước nha anh em, ở mấy cạnh nè, em đánh kiến là khoảng 20-30 ngàn là kiến mới, là anh em xài bình thường nha anh em. Con vỏ inox thì anh em tuốt nhẹ thôi và nó đẹp rồi, mấy con này cũng còn rất là ok. Thì con này nó đóng trong cái củ dân của nó là 27 chân chính nha nè, 27 gì nó máy còn trắng tinh đẹp nha, chạy rất là ok thôi. Cái này nó có hơi dơ dơ nhẹ nè, máy Nhật đàng hoàng nha. Máy này anh em xài rất là bền bỉ, xài cũng khoảng 3-4 năm mình thấy nó chạy chậm hoặc chạy nhanh gì mình đi leo dầu lại có 200 ngàn anh đó, rồi mình xài tiếp tục nó. Máy Nhật mà nó như xe thôi, làm máy lại chạy tiếp thôi đó, chạy ok hết, lịch ok hết nha, đánh chính là xài. Mẫu này mặt có trong mặt vàng hổ phách đẹp như nè, ở giữa là màu đậm sẽ nhạt dần ra hai hướng trên dưới nha nè, chứ không phải mặt nó lỗi nha. Con này xe ngang là xe 35 nha nè, phom tăng chữ nhật mà ngang 35 là không nhỏ nha, và độ dày của nó là 39 nha đó. Độ dày của mặt là cứ rơi vào khoảng 12 ly nha nè, thì giá nó 700k thôi, mình về đánh kiếm thêm 20-30 ngàn nữa là mình đeo rồi. Tiếp theo là con này là siêu phẩm đồng hồ pin nha nè, mặt đỏ thì rất là hiếm rồi, mà nó còn có chân sau nữa, nó sẽ còn có lịch lịch này lịch thứ nha nè, lịch này lịch tháng nha anh em, là lịch ngày, lịch trăng sao. Con này nó chạy cái máy thị vàng nha anh em, cái máy thị sỉ á, cái máy thị nó có in switch, anh em nào mua mình sẽ có cho coi máy nha anh em, máy switch nó giáp cái đít này luôn nha anh em, cái máy nó bự mức độ gì nó máy vàng vàng ôm luôn. Thì con này kính nó kính lọ nè, nó dạng làm kính cầu á, lấy nét xong đó, kính cầu lồi nè, nó như cái bóng đèn xe mà bóng đèn lồi kính cầu bây giờ mà mình ưa độ lên mấy chiếc xe anh em. Thì xe ngang của nó là xe 34 nha anh em, chưa tính nấm nha, nó 34 chưa tính nấm. Độ dày cái mặt thì dày lắm nha, tại kính lồi thì mình đo cái bản kính nó rất là dày, nó tới 16 ly cái này nè, cái đó thì phải chịu thôi, tại nó xài kính đặc biệt mà. Càng của nó sẽ rơi vào khoảng là 43 ly nha nè, độ dài. Con này đít thì bắt được bằng 4 ốc, còn tem đít thì anh em hiểu độ mới rồi, dây phá hay nguyên zin theo nó luôn nha nè, dây zin của nó còn rất là ok thôi, đeo rất là êm nha, phá zin hết đó. Thì một con zin như vậy rất là hiếm có nha nè, 950 thôi. Con này đốt đuốc đi tìm hiếm lắm. Tiếp theo là con này con cơ lỗ máy mà nó về theo lô hàng của mình, nó không có ghi nước gì máy gì hết anh em, thì nó chỉ là máy cơ thôi. Này cũng cỡ 21 chân kính đổ lại thôi, nó có lên có tay nè, hỗ trợ có tay nha, mặt thì cũng bự đó. Còn mới tinh nè, chạy thì rất là ok thôi. Xe này sẽ 39 nha anh em, mong sao thì 14.5 là độ dày. Độ dày của càng là 44 đó. Đầu dây thì xài đầu dây 20 nha anh em, đầu dây 20 thì nó đẹp hết vậy đó, mong đứt sấy thì mình ưng mắt thì mua thôi, tại vì mình trải nghiệm một con máy cơ lộ như vậy mà cái giá tiền này thì nó xứng đáng anh em, chạy ok hết thôi, máy vàng đẹp đàng hoàng. Nói chung anh em lên Shopee anh em mua đồng hồ cơ 600-700 ngàn mình chưa chắc gì anh em được con hồ gì, cái đó là mình khẳng định luôn, máy tàu lao không à, chạy rất là nhanh chậm trễ lum dân chứ không được chuẩn như con đó đâu. Thì mình bán 550 á,
Còn con này là hạng của Pháp, chạy máy thụy sĩ nha anh em, dây zin phá zin, chạy nó có hình cái logo này nữa nè, nó quấn 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 là thấy không, dây da bò lộn này xài rất là ngon anh em. Còn dây dây cổ hay đồng hồ mà còn xài rất là ok nha. Dây này thì nó dẻo lắm, nó không bị nứt chứ cứ bị dạng nó nhuyễn thành bột giống như mấy cái dây mà dây cổ nè. Stainless steel duct made in France anh em, hàng của Pháp. Desaigin là cái nhà thiết kế anh em. Mắc mắc red cha gì nè. Chống nước 30 mét anh em. 3 xe metal được mạ vàng đó anh em. Anh em nhìn cái nước vàng của nó nhìn cái chảy chì là như nè. Nước vàng nhìn rụng rúng à. Mày dơ hơi nước vàng còn đẹp lắm. Nấm mình nấm đầu chùa nha anh em. Đó. Thì nó chạy máy thụy sĩ mà cái kim nó là một cái mũ như một cái thìa nha anh em. Cái này nhìn rất là đẹp nha anh em, kiến thì chưa dứt chạy, nhưng con này rất là xứng đáng để anh em sưu tầm nha anh em. Mắc in phân hàng của Pháp, mắc kính đó, mà chỉ có ánh đèn anh em nhìn sâu kỹ nha anh em, nó chỉ dấu vân tay thôi chứ mồ hôi của vân tay thôi chứ chạy thì chưa có. Vàng còn 10 điểm đó, dây phá rin hết đó. Đồng hồ là rất là độc nha nè, độc lạ bình dương, cái muỗng với cái thìa cái gì nè. Người Việt mình thì xài cái này không có nhiều, người Tây xài cái đó nhiều. Xe này 33 nha em, 33 mà. Xe 33 thôi, xe vừa xe cổ mà 7 ly, quá trời vàng đẹp, máy thụy sĩ nha. Càng dài 39, mặt thì đẹp chưa dứt chày, nó đeo giống như thanh lịch đơn giản thôi nè. Vàng đẹp không, dây da bò xịn sò, dây zin 520 ngàn nữa nè, siêu tầm rất là cao nha. Tiếp theo là con test nót thụy sĩ, mặt mở gà rất là đẹp nha, kiến zin chưa chạy xước. Tết nót thụy sĩ là tết nót đời cổ, tết nót sau này thường chạy máy Nhật này, chạy Swiss nè, Swiss mô nè, có một ô lịch như nè, nước vàng còn rất là đẹp. Rút nấm ra nắp một mình dặn lên như nè là chỉnh ngày đó. Cảm giác chỉnh rất là đậm, nước vàng đẹp lắm nha. Máy V8 nha nè, chạy máy V8 anh em là mua mình sẽ mở máy nha, tại máy con này rất là thích, mở là phải lấy máy ép nha nè, có vỏ thép không gỉ nha, vỏ thép không gỉ, nước vàng còn 10 điểm luôn anh em, rất là đẹp nha. Con này xe cũng vừa phải nha nè, xe nó cũng không có lớn, không nó xe cổ mà thường là xe có mấy con này cỡ 32 33. Đó, con này thì mình đo ngay cái chớn luôn, tại nó làm cái phần này nó gì nên thì mình phải đo vậy luôn. Đó. Trái phải nó cũng giống nhau thôi, 33 như nè, có 33 thôi, dày có khoảng 6 ly rưỡi. Nước vàng thì còn rất là đẹp, đó. Lịch thì mình cũng mới test rồi, nó mặt mở gà đẹp như nè, tết nó thì sĩ. Rồi con này mình để 620 nha nè, tết nó thì sĩ, mặt vàng đẹp, thiết kế cũng nhìn rất là đẹp sang trọng nha. Tiếp theo là con này bữa nay về về lại con này anh em, bạc đúc La Mã, cọc số La Mã bạc đúc nè, giá 620k, dây da bò hai lớp, mặt màng còn đẹp nha anh em. Con này nó đẹp, đẹp hơn con bên kia một chút, con kia bán rẻ thôi, bán tiền bạc thôi. Bạc đúc xe 32 nha anh em, bạc xe 32 thôi, 6 ly, con này mỏng 6 ly nha. Mặt thì làm dạng khía nha anh em, chứ không phải dạng tròn. Bạc đúc nguyên con. Tiếp theo là một con bạc đúc, con này cũng xe 32, con này cọc số học trò. Đó. Con này nó được bọc dạng trắng nhưng mà lớp dạng trắng nó bị bong nha anh em. Còn bạc ở trong thôi. Đó. Silver 925 đó. Thì cũng cái hiệu này nó chuyên về bên bạc rồi. Bây giờ đảm bảo chất lượng như nào, em khỏi sợ là không phải bạc nè.
Cái nét dở quá. Này cũng xe 32 thôi nè. Đó. 32, mặt này cũng 6 ly, bằng kia thôi. Hai con thì tương đồng, con này 500 thôi, con này nó có vỏ nó có cũ như nè. Vỏ cũ thì mình bớt. Nhưng mặt nó không có đẹp mà không phải là mã như nè. 500 ngàn, hai kim bạc. Thì hai món này nó chạy cũng rất là chuẩn nè, nó cái thời gian nó chạy cũng giống như nhau nè, thấy không? Máy móc đồ ngon hết nha. Anh em nào muốn đeo bạc thì nó đó. Con này cũng vậy, con này cũng bạc đúc luôn. Con này có thương hiệu nha anh em, con này của Elgin nha anh em. Nó Silver 925 đó. Con này hình như nó chạy máy thụy sĩ luôn nha anh em. Con này cái niềng nó làm niềng bi đẹp lắm đó. Bạc niềng bi nấm đính đá nè, đá đen nha anh em. Đó, sau lưng là nó nè. Swiss Mo nha, đúng rồi, con này chạy máy thụy sĩ luôn nha anh em. Rất là giá trị nha. SV 925 đó. Hàng engine thụy sĩ nha anh em. 925 đóng ở đây nha anh em. Bạc đúc thụy sĩ, dây này dây thép nha. Bộ dây này dây thép trang bị thêm thôi chứ không phải dây zin đó. Thì nó mặt bạc thôi. Mặt bạc, bạc toàn bộ cái mặt. Còn dây thì dây thép. Con này xe ngang thì xe cũng 32 nha anh em. 31 32 thôi. Đó. 32. 7 ly, con này nặng hơn con kia nha, bạc nhiều hơn. Mình bán 600 thôi. Đây, con kia nó đẹp là nhờ có số la mã, nó đẹp mặt. Con này thương hiệu dưới cái máy, máy này máy 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 thị. Máy thị nhưng mà mình chưa kiểm tra là máy thị gì nha anh em. Máy thị nó cũng nhiều loại, chắc hàng bạc thì chắc máy thị xịn thôi. Con này cũng vậy 400, con này cũng hiệu luôn ha. Con này có bên bị xấu xấu chốc hết lớp mà mạ bên đây xíu, còn lại thì ok 5 gram. Đó. Này cô nữ xe nhỏ 400. Mua cho mấy bé mấy chị rồi đeo đeo bạc tốt cho sức khỏe nha anh em. Xe 24 thôi. Vậy da còn ok hết. Tiếp theo là một con hàng hiệu chút xa đi nha anh em. Chút xa đi kính sapphire. Mã M11. Giá 450 nha anh em. Hàng chút xa đi kính sapphire mặt xanh đẹp nha. Cọc số là mã vàng. Đó, con này kính sapphire thì không một vết chạy nha. Cái nó thì khẳng định luôn. Kính sapphire thì không chạy được. Khó chạy lắm. Đó, mặt xanh đẹp nha, số là mã đẹp có một ưu lực nha nè. Con này gút núm cũng đắt một dặn lên nha. Đó, còn rất là đậm. Chút xe đi thép trắng hết nha nè, nó dây nó nè. Dây thép đúc đặc nè, nhìn đẹp không? Mặt sau à. Con này chạy máy Citizen vàng nha nè. Máy vàng đẹp lắm. Sapphire Seiko, kính sapphire nha. Chống nước 100m. Nhìn cái đồng hồ chất lượng không à. Đồng hồ cao cấp thì nhìn cái gì nó cũng thấy nó làm rất là sắc nét nè. Con này thì giá của nó còn rất là rẻ thôi, 450. Anh em mua mấy cái hàng này xài bền à. Nó kính sapphire thì anh em xài nó không sợ chạy suốt rồi. Vỏ thép nữa. Máy thì máy Citizen vàng. Con này có vỏ quen nha nè. Xe của nó cũng không có lớn hơn nha, xe 34 thôi. Đáng cái giá cũng phải chăng. Xe 34 thôi nè. Tám ly dây phá dài hết nha nè. Con này thì lên tay thì còn dư giả nè, 20 đeo cũng vừa luôn. 450. Tiếp theo là con Glacier chạy máy W8 thụy sĩ nha nè. Nó Swiss Momo máy thị có một cái lớp nha nè, niềng khía rất là đẹp, không gold nè. Dây phá này nguyên zin. Glacier là một cái công ty kim hoàng của Nhật nha nè. Nó là đồng hồ nó cẳng đá quý luôn. Phiên bản này phiên bản chạy máy nha, thụy sĩ máy quê đó, máy xanh. Mình cũng mở máy cho đang coi luôn. Tổng
Tổng thể thì đồng hồ cũng rất là mới, máy thì cũng còn mới tinh luôn, sạch đẹp bên trong nha nè. Ở trong còn rất là sạch đẹp nha. Máy W8 thật sự. Giá 650 nha nè. Giá này chưa bằng tiền của máy. Đồng hồ vàng đẹp nha, con này size 35 ha. Bấm làm như nè. Ba mươi lăm, độ dày khoảng 10 ly nha nè. Độ dày của kèn là khoảng 43.5 x 44 nha nè. Mặt mài chưa chạy xước nha. Anh em là muốn tìm một cái form Golex mà một sản phẩm có bộ máy chất lượng thì nói như nè, đồng hồ vàng nha. Tiếp theo con này, con này cũng rất là đẹp nha, con này đẹp không kém, con này cũng xuất sắc lắm, Valentino nha, con này đá tính sòn nha, mặt vàng không thua gì con kia. Con này bộ máy nó là bộ máy Citizen vàng nha, con này đặc biệt dây nó vàng dữ lắm, vàng vàng trong vàng ngoài vàng hết nha, Valentino con này máy vàng luôn, con này máy vàng luôn nha. Hàng rất là chất lượng, máy Citizen vàng đàng hoàng đó. Cho nên là đang tìm một con đồng hồ vàng thì là con này nè, vừa rẻ mà bộ máy chất lượng như nào. Máy giống như máy DBKF, mặt vàng có khảm cảm sòn, con này cũng sẽ 35 luôn nha nè, 35 thì dành em tay vừa với tay nhỏ thôi, này chính ly gửi càng. Con này thì dạ anh em thấy trước sau trái phải nó rất là mới nha em, 43 mình lên tay luôn, mình tháo cái đồng hồ mình xuống nè, nên mới tậu được cái đồng hồ mới. Hồ này cũng rất là tuyệt vời nè, máy mày dù ta 8.200 đẹp lắm, lộ mông lộ đá, đặc biệt là có kính sapphire là mình thích thế nè, mình thích kính sapphire mình để mình xài thành bán rồi. Cái mặt nó hơi lệch chút xíu nè, nó số 12 nó không nằm ngay giữa, cái này mình cũng chưa biết sửa sao nữa, mình chắc đem nhà thợ chỉnh cái mặt lại chút xíu cho lệch thì còn nhảy ok đã lắm, chạy rất là chuẩn, xây mặt 40 nữa vừa ý mình. Đeo nhỏ ra quen rồi, đeo bự thấy nó bự quá, mặc dù nó có 40. Con này mình lên tay cho anh em coi cái dây của nó. Dây nó cũng tương đối nè, lên nó rất là sang trọng. Mình đeo đi đám đi tiệc đồ thì nó cũng ok lắm nha nè, dây nó còn dài lắm, 17 năm nó còn rộng gì, anh em tay 18 đeo cũng được thôi. Nó đeo rất là sang nha nè. Đồng hồ vàng tính sòn, giá nó có 550 rồi nè, máy vàng luôn, ngon lành hết nha, toàn bộ là vàng hết. Tiếp theo là con đỏ, vàng tới đỏ nha anh em. Hàng này là Seiko Bapatu Calendar, hàng này lịch vạn niên nha nè. Một chút mình sẽ có con calendar trên đó nữa, con đó để whip, con này cũng whip nữa, mặt đỏ hiếm nè, còn con này pin nó hết rồi nha em, gần hết rồi. Đó, pin nó gần hết rồi nè, đó pin này gần hết là vậy đó nha em, chứ quay máy hư nha. Con này mình bán cho anh em về thay pin nha, chứ pin này mình hết rồi, pin chà bá lửa, cục pin bự lắm, cục pin này anh em mua mấy chục ngàn cục, mục đích nè. Đó, tái liệt steel của thép không gỉ toàn thân nha em, chống nước 13, Seiko tái liệt steel, có mét là mét in da banh luôn nha, hồ này đó, rất là xịn sò, dây thép đúc đặc nha nè, dây còn dài lắm. Cái đồng hồ này anh em ta vừa vừa đeo cái con này lên rất là đẹp. Tay 17 năm của mình thì đeo vừa cái nó luôn đó nè, vừa luôn á, không chặt lắm, nó còn hở được. Nói gì nè, anh em thấy nó rất là đẹp không? Anh em nào tay nhỏ hơn mình chút, anh em nào tay cỡ 16.5, 17, 16.5 xuống thì đeo
rất là ok luôn. Con này thì mình nghĩ là tại 16.5 đổ lại đeo rất là hợp lý, đẹp. Nhìn cái bộ dây này, nhìn cái dăn sớ này nè, thấy nó mới không? Nhìn rất là đã nha nè. Con này mình bán cho anh em thay pin nha. Nói chung là pin này mình hết pin đó, pin bự lắm. Anh em ở Sài Gòn mua rất là dễ thôi. Rồi, dưới quê mua mấy con pin này khó, pin bự. Mới tinh kính chưa dứt chạy nè, 450. Nó tay 17 năm mình đeo vừa thì cái mặt này thì xe này anh em đeo cũng ok thôi. Chứ anh em tay bự quá đeo con này cũng không đẹp. Tay 17 giờ đổ lại đeo được, đeo đẹp. Con này không biết đo xe kiểu gì nữa. 36 35 thôi nghe nè. 36 cắn cắn này 36, không cắn cắn thì 35. Đôi giày con mặt là khoảng hơn 10 ly nha anh em. Kèn của nó sẽ rơi vào khoảng 43. Tổng thể đồng hồ những gì đấy nè. Mình cục thép trắng. Dây tút đặc 450 anh em. Mặt đỏ đẹp nữa, là mã nữa. Thì mình trừ hao cục cục pin thôi. Nếu mà mình thay pin mới thì có pin thì mình bán 500. Còn anh em về thay pin thì vậy. Còn máy thì bao bao ngon. Con này máy Nhật chứ nè, con này mặt hay nè, mong còn đít đít còn tem nè anh em, vỏ xi luôn mà đồng hồ nó cũng khá nặng nha, là hàng xịn chứ không phải hàng dởm nha anh em. Dặn xuống nha anh em, đó lịch nè, tạm thời cái kim này nó che lịch lại không thấy nha anh em, đó chỉnh lịch cho anh em coi. Thì nó có một cái gạch đen này chỉ cái ngày ngay gạch đó nè, đó ngon lành hết nha. Con này xe cũng to nè, nhìn nó rất là hiện đại nha nè, có cái gì đó hay hay. Xe này xe 40 nha nè, 11 ly thôi, càng dài khoảng 43 44 nha nè, 380 nha. Con này lịch rất là hay nha nè, vỏ đẹp mới tinh. Tiếp theo con máy Pháp nha nè. Máy Pháp này mình để cho anh em 500 thôi. Con này máy Pháp mà được bọc bạch kim nha anh em, đẹp lắm. Nó máy quơ nè. Pin. Đây này cái vỏ cái màu trắng này là bọc bạch kim chứ không có đường nào chứ đó. Máy này máy Pháp. Có hồ lịch gấp này nha anh em. Lúc 6 giờ kim thì nó làm nhỏ thôi nè. Nó dạng lịch mà. Ngon lành hết nha. Cái đồng hồ làm nhỏ trong nguồn nhờ mặt với mấy cái ô lịch của giờ thế giới cái này kia gì mình chưa hiểu cách chỉnh nha nè. Thì cái này nó có 24 giờ mà nó nằm ở cái ô này không biết dặn được không, để mình chỉnh thử coi. Đó anh em dặn dặn ở chỉnh cái xây xây trong cái năm đó, dặn xuống lịch nhảy nè, dặn lên hồi nãy mình dặn cái đó nó nhảy một cái rồi nè, giờ nó không nhảy nữa, không biết sao nữa, không biết là chỉnh được con làm gì ta, xuống lịch nhảy nè, đó nó nhúc nhích đó nè, mà nó nhúc nhích nhẹ thôi nha, nó lâu lâu nhúc nhẹ nó chỉnh nó vậy nó có quay đó nè. Đó nhích nhẹ một cái à, mình quay nhiều vòng nó nhích nhẹ một cái này là chỉnh cái múi giờ gì mình cũng không hiểu nha anh em. Thì cái vòng nó chỉnh được nha anh em, nó rất là lợi hại nha anh em. Con này chạy máy máy Pháp, bộ máy cũng rất là bự chứ không phải nhỏ. Con này về anh em nghiên cứu thêm nha, máy Pháp mà máy chà bá lửa anh em, đó phanh xe nè anh em, máy Pháp nha. Nhìn cái máy đã không, thì con này nó cũng rất là hay ho nha anh em, là biết xài con này mới xài được, mình hiểu cái lịch đó mình mới chỉnh được nha, mình mới biết tác dụng của cái lịch đó, cái lịch mà giờ thế giới
Còn như mình thì mình nhìn vô mình bó tay rồi. Con này mặt lớn đó. Mỏng đít xoáy. Con này xây chắc 42 quá. 41 như nè. Xây 41. Con này độ dày của nó gần 10 ly như nè. Thì mình cũng test cho anh em coi chức năng nó đó, rất là hay nha. Con này biết có dạ quen không, mình test thử cho nè. Mặt trắng tinh khiến chưa dạy xước nha. Con này không có dạ quen như nè. Kiểu độc lạ thôi. Đó, đồng hồ Pháp. Máy Pháp, máy bự. Giá 500. Tiếp theo là con này, con Seiko phần tăng vuông nha anh em. Thì tổng thể còn cũng khá ok nha, có bị móp móp nhẹ cho cái máy góc chút xíu. Không đáng kể nha anh em. Phần tăng vuông thì mình đeo nó cũng có cái gì đó hay hay nha anh em. Nó ngang 26 này. 26. Dày khoảng 6 ly như nè. Độ dày càng chắc 36, thường nó vậy. Bắt đầu lại nét kém rồi nữa. Đó nè. 36 đúng. Đi ghen luôn nè. Mặt thì còn đẹp nha nè. Mặt thì chưa bị móc, bị meo gì đâu. 300 ngàn thôi. Dây da bò xịn nha. Mềm. Tiếp theo là một con phơm tăng. Con này thì nó cơ cót, mặt có lên dầu nhẹ đây. Nó tới 24 gì queo nữa nè, chứ không phải là ít nha. Con này thường thường là dao động nó tới dao động cao lắm ta, như 36 ngàn hay gì. Biết phải không? 24 gì queo. Mà chạy đi. Nó đã để cái số gì 25.559 tới 70.000 là cái gì mình không hiểu nha nam, biết là vỏ thép thôi. Đưa cái máy cạnh lỗ tai nghe, nó cái bánh lăng nó quay dữ lắm nè, mà chạy chuẩn lắm, từ cót mà. Con này thì xe ngang của nó cũng rất ok nha, xe ngang phom tăng và 32 nha nam, dạng dạng hình chữ nhật mà nằm ngang hình phom tiêu quy 7 ly. Chiều rộng của càng nó sẽ rơi vào khoảng là 32 luôn. Nó là của cái hình vuông nha nè. 32 này, 32 này. Thì 600k cho một con cơ cót 24 dì queo nha nè. Nó chứ không phải là 21 nha. 17, 21. Con này tới 24 lận nha nè. Vỏ thép trắng. 600. Tiếp theo con này thì nó cũng cơ cót mà nó mặt nó trắng mới hơn chút. Không có bị lên dầu nha nè. Đó. Con này cũng như gan con kia thôi, mà con này nó để là Saban A nha nè. Còn con này thì nó để cái gì, nhưng bộ máy nó cao hơn đó nè. Nó là cái đề máy nè, không hiểu nổi. Con này cũng không có để chân kính, không có để bao nhiêu chân kính nha nè. Nhưng mà mình đó cũng bằng con kia chứ không có ít hơn nha. Lên có các là nhẹ. Chạy mầm luôn cái nè. Kính thì ngon lành chưa chạy xước đâu. Vỏ thép trắng. Này thì xe ngang của nó là 30 anh em. Xe 30 thôi. Dày 7 ly. Độ dày của càng là 31. 30 x 31. Tổng thể còn rất là ok nha nè. Hai kim 650k. Tiếp theo là một con tăng của thằng Citizen nha em. Vega. Con này nước vàng còn rất là ok nha. Mặc dù nó cũng có xước xát nhẹ đó, cũng có xước xát nhẹ. Mặt lưng nè. Đẹp hết nha em. Chưa bị móc, bị nó hột, bị gì kia đâu nè. Nó để 208 thôi. Con tăng anh em là muốn trải nghiệm một con tăng vàng là có thương hiệu thì chọn con này nè, nó rẻ. 27 ngàn nha. Vậy 7 ly gửi thôi. Càng dày 34. Đó. Tổng thể đồng hồ nè. Lên tay thì cũng vậy thôi. Đó.
Không tăng thì mình đeo giày đẹp này nè, đây mấy cái chest trên Google, ta đeo tăng đeo vậy không, không ai đeo bự thôi. Tăng kêu tăng cổ nha anh em, còn tăng bây giờ thì nó bự lắm. Tăng bây giờ mấy con kiểu như ạc này mình xây chà bát không à. Tăng cổ thì nó như đó thôi. M20 nha anh em. Tới mã M21. 21 thì mình bán cho anh em cái xác con Long Vinh nè, con này còn nguyên thì nó 2 triệu mấy, 3 triệu thì bán cái xác thôi, 350. Đó, anh em nào về mình phân kim cũng được, vàng rất là nhiều vàng thì nó không có còn cái đít, vì không biết nó bọc bao nhiêu vàng anh em, nhưng mà nó vàng dữ lắm vàng. Còn anh em về lấy cái mặt này mốt anh em sưu tầm thêm cái ruột nữa anh em dán vô nha anh em, cái vỏ này đẹp lắm, vàng cũng rất là đẹp, nó xây gần xây 34 luôn đó anh em. Nó sẽ 34 nha anh em. Thì nó mắc lại nó còn cái máy gì nữa nè, nó Long Green chính hãng nha. Thì bán bộ vỏ thôi. Nó vỏ còn vàng đẹp lắm, chưa mòn gì chứ. Nó anh em nào sưu tầm được cái máy nữa anh em gắn vô cái nắp nữa là anh em lựa cái đồng hồ ngon rồi. Sẽ 34 nha anh em. Còn được cái kính này, kính là xịn nè, chưa chạy miếng nữa. Được cái kính với cái vỏ nha anh em. Long Vin với cái nấm, nấm Long Vin, có cái tay Long Vin luôn nha anh em, được cái tay Long Vin cũng ngon. Thì khi mình thiếu cái gì mình lấy cái con này mình đắp qua con kia nha nè, thì mình sẽ được một con nguyên đó. Thì xe 34 tổng thể nó vậy thôi, cái chạy thì nó không chạy rồi, không chạy rồi. Thì mình bán 350, như nào thợ thay mà thấy hợp lý thì em ủng hộ nha. Mình sưu tầm từ từ nè, mua cái này ít, cái vỏ mua ngốc, mình mua cái máy rồi mua cái mặt nữa thì mình ghép lại thành con nguyên. Tiếp theo là mã 22 nha nè, Sikodo xì này, con này mình sell cho anh em còn 320 nha nè. Cặp là mã kính sapphire mỏng đẹp nha, bộ dây rất là đẹp đó, dây này nè, dây như tấm lưới nè mà dây thép đúc đặc nha, nhìn nó rất là hay ho. Không biết lấy nét chung nào mà lấy nét không được, bộ dây ta mỏng rồi nè, nhìn nó dạng như siêu mỏng. Cái con đô xì này nó sẽ ngang hàng với con SZ Citizen Excel nè, bên nhà Citizen nha, này nó có 5 ly nè, cũng gọi là mỏng rồi đó. Đây mặt của nó là xe, mặt của nó là xe 32 đó, mỏng 5 ly nha. Số là mã đẹp, hai kim thôi, không có nhiều dây thì còn dài, rất là dài nè, mình cũng không có đo làm gì dây nào, còn tay 20 đẹp cũng vừa nó 320 thôi. Tiếp theo là một con cơ cổ nè, cơ cổ sẽ mấy thị sĩ một chân kính nha, Swiss Mo, nó Swiss Mo dòng đê lúc nè, nó mình lên có chạy từ chiều giờ luôn nha. Con này thì nó có hơi lỏng lỏng nhẹ nhẹ nè, anh em về còn cái còn căng anh em, nhưng mà nó hơi lỏng lỏng, mình không biết sao, mình test thử có lực nhanh không anh em. Con này không có lực nhanh nha anh em, con này mình quay qua 24 giờ thì chắc lực nó có nhảy đó nè, test thử nha. Thường dòng này có con chỉnh lực nhanh được nó đúng 12 giờ nó rất là chuẩn xác nha, kim cho rất là mượt. Nó mong đích sấy nè, cho anh em coi máy luôn, máy bên trong rất là sạch đẹp, căng này còn nguyên nha, mà tại vì căng nó căng bằng, bằng cái miếng căng bằng 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 sắt nha, bằng nhôm gì đó, thì mình cũng không có biết chỉnh lại cho nó. Mấy con này anh em sưu tầm là chính nha, nó còn mới lắm, mới đẹp chưa có bị bung tóc gì hết, máy thì cũng còn rất là ok thôi, máy bự, máy thị sĩ nè, đây cũng đẹp nữa nè. Đó, cái căn nó còn anh em đó, chứ không phải là mắc căn gì đâu, vậy anh em chế cháo rồi anh em căn chỉnh lại thêm nha, nó còn còn căn nhưng mà nó hơi sụp sịch thôi, mình mong đứt sấy gòn thì mình cũng thay con mới vô rồi, con cũ nó cứng rồi nè, gòn mà cao su mà anh em để chừng mấy chục năm thì nó bị oxy quá rồi, đồng hồ nó cao tuổi lắm anh em, cho nên thấy vậy chứ không phải hàng mới sản xuất đâu anh em, nó 40-50 năm là bình thường đó. Có con có 60-70 luôn, nó ra đời những cái năm mà năm
năm mấy 60 thì tới giờ anh em nghĩ đi, 60-70 năm là bình thường rồi. Nó ra mắt những năm 60 hả, thập niên 60 thì bây giờ là tới 2024 rồi, 60 năm rồi. Mà nó còn được vậy thì nó còn rất là ok nha anh em. Đó. Con chạy rất là mầm luôn nha, chạy mượt cực luôn. Gió này nhìn vô gió còn đẹp không, chưa bong chóc bị kiểu như bị oxy hóa, bị này bị kia nè, còn đẹp hết nha. Promo của anh thôi, xe 35 ngàn thôi, vậy đi cho nhanh, 11 ly thì còn dài nha, 41 bán 300 ngàn nè, mua siêu tầm chơi thôi, còn chạy ngon lành nha. Vậy anh em chỉnh sửa thêm chút xíu để video cũng được thôi. Tiếp theo là con này đẹp hơn nhiều nè, mà tiền nó cao hơn nha nè. Con này cái mặt nó rất là đẹp, 420, mặt đen mà cọc xéo vàng. Con này kim nó có hơi bị dơ thôi nha, chứ chưa móc nha nè, kim nó không có cái kiểu mà không có dạ quang nha, mà lâu ngày nó có bị ố nhẹ, anh em về lau cái kim lại chút xíu, nó tháo máy ra, máy này mình không biết đường tháo. Còn cái vỏ hay còn siêu ni lông thôi, nó còn mới dữ lắm nè, thấy không, con này mới cực kỳ luôn, mà mặt đẹp lắm, mặt cũng sòn, chạy rất là mượt nha nè, lên cốt là chạy thôi. Con này không có lịch nhưng mà được cái đai mặt rất là đẹp, anh em đeo lên tay nè, nhìn đã lắm. Nó hiệu là long ra như nè, em có long xin nó cũng chạy máy thủy, một máy thủy sĩ một di cho em nó switch mô mình. Đồ mới con này gần như hoàn hảo nè, nên bán giá nó cứng hơn chút xíu, nó còn tem thì mình bán nó giá nó cứng, tại vỏ quá đẹp, vỏ với kiếm như mặt đẹp quá, dây cũng vậy luôn, cũng dây xịn lắm, dây thép thì dây đầu bằng thôi. Con này xe ngang của nó là xe cũng 35 luôn nha nè, độ dày của càng là sẽ rơi vào khoảng 41, độ dày của mặt này sẽ khoảng là 10.5. Tình trạng còn rất là đẹp vậy nè, chạy ngon lành nha nè, về chỉ có đeo thôi, vệ sinh nhẹ nữa là đẹp. 420k mã M24 nha, promo quan mà xây này thì không nhỏ nè, 35 mà quan nó dài ra nữa đó, nên thấy cái tay mình không, 17 năm mình em nhìn thấy có nhỏ không, tại đầu quan nó che ra bớt, đeo rất là đẹp nha. Cái kim nó về mà anh em tháo máy, thợ tháo máy lao cái kim chừng khoảng mười mấy ngàn nữa nè, tại đâu có sửa gì đâu, lao kim không à, thì nó đẹp cực kỳ luôn. Con này mình bán 350 nè, con này cũng rất là mới nè, thằng này đặc biệt là máy Nhật Goldtimer, là cũng máy của Seiko nha nè, đó mình có một con còn tem Seiko luôn, cũng cái hiệu này nè, mình bán lúc mấy tháng trước, nó vỏ nó anh em nhìn mới tinh nha nè, chưa có bị gì đâu, có hàng da banh si của Nhật đàng hoàng nha nè. Thì bán 350 thì cộng với chun này nữa. Con này thì lịch nhanh chỉnh được thôi vậy, nó lịch nhanh chỉnh được cho em. Con này hiện đại máy nó cao hơn chút rồi đó. Đó. Con này kính có lò nhẹ, kính còn đẹp hết nha, chạy kim chạy rất là mượt, nó lên cót nhẹ lắm, lên cót là chạy thôi, không có gì hết trơn. Con này anh em thấy không, chạy rất là chuẩn luôn nè, chỉnh chạy theo gần kịp cái con kia luôn. Form đẹp nữa nhé, xe nó ở bờ ngang 32 nè, xe nó nhỏ hơn chút, 32.5 gần 33 nha, đó mặt hay dày cỡ 12 ly thôi, càng hay dày khoảng 36. Sản phẩm này nó còn rất là đẹp, mới đẹp nha, nó còn mới đẹp. Con này dây zin của nó là dây da nha nè, này dây bên Nhật về nó đổ vô công dây chun thôi, cái dây zin nó mình biết là dây da đó. Nó 350 mới tinh nha, về là có đeo thôi, con này mới lắm, mặt mày còn sáng trưng. Tiếp theo con này, con này mặt hay lắm nè, kính Raymon BA hàng hiệu nha nè, nặng lắm nha. Con này xài kính sapphire, mặt là mã màu màu dạng màu nhiều lòng đó nè,
rất là đẹp nha, có một ô lịch góc 6 giờ đó, Sapphire Seatro nè. Thì mình test lịch luôn. Dặn xuống nè, rút nút nấc 1 dặn xuống lịch nhảy. Đó. Ngon lành hết nha. Con này nó chạy cũng máy vàng nha nè, để mở máy cho anh em câu luôn. Chạy máy máy vàng. Chạy máy cũng xịn sò thôi. Rất là thích. Đó, chạy máy dạng ươm mà nè. Đó nè, thấy không? Con này thì đã vô bên Sony rồi. Máy vàng ươm như nè, máy Citizen thôi. Máy Miyota, máy vàng và bự. Rất là chất lượng nha mọi người, nặng lắm. Hàng hiệu kính Sapphire, mấy con này để kính Sapphire nó ngon đó. Nó có giá trị nữa đó, cái kiến phải đóng nắp, mỗi lần đóng rất là khó, nó đóng mạnh lắm nó mới xuống. Rồi giá 400.000 con này nha, kính Sapphire mặt rất đẹp, Garmin BA nha. Con này xe ngang của nó cũng không có bự như nè, nó dạng phông cổ rồi. Lấy nét không được, nóng thật chứ. Xe 31 nghe nè, 32 chứ. Nó lấy nét ở đâu không hiểu nổi luôn nè. Nó lấy cái chủ thể trước, còn nó lấy cái phụ sau, bởi vì cái thước không thấy được. Xe 32 đó, 7 ly gửi. Con này dây dài mình mong nha nè, khỏi lo. 400.000, kính Sapphire mặt đẹp. Dây đẹp luôn hả, đẹp không? Đeo những cái bộ dây nó cũng rất là đặc biệt, hay không? Số là mã, mặt màu nâu, kính Sapphire, 400.000, tay nhỏ nhỏ đeo rất là đẹp như nè, tay có 16, hông cổ. Tiếp theo là một con GoS như nè. Con GoS này thì có giá là 350. M27. Nó thì 6 kim, 3 cốt. Nó nhắn cây chạy như ba tay luôn nha. Đó. Bấm cây dừng, bấm cây chạy về. Tiếp tục chạy. Nó bấm cây chạy về. Giờ cho nó gáp thôi nè. Con này như có vẻ quen. GoS thì hàng hiệu của Mỹ nha. Niền có xây. Dạ quan còn sáng đẹp, miệng có xây. Chức năng full, dây thép cuộn. Mâm đít sấy, GoS chính hãng nha nè. Mặt sau còn đẹp. Em mình đánh cái răng sọc xuôi không đẹp không? Còn rất là ok cái đồng hồ nha anh em. Chưa có gì bị móc bị gì đâu, bị đổi màu bị đổi gì đâu. Con này thì dây nó cũng còn vừa phải, không dày không như anh em. Tay có 17 thì anh em hãy mua nha, mặt nó cũng vừa với cái tay 17 luôn. Lên tay thử cho anh em coi, thì tay 17 năm thì nó hay chặt. Thì anh em mua con này thì cũng chú ý vụ dây nè, 17 năm đều được nhưng mà chặt rồi thì anh em tay 17 đâu về. Tốt nhất là tay 16.5, mà đeo con này rất là tuyệt vời. Nó vừa cái tay vừa cái mặt luôn nha. Mấy con GoS này anh em đeo, nó thường nó chạy máy cũng xịn lắm. Nó chạy máy của Citizen là chính thôi, chứ nó không có chạy máy của mấy hãng tào lao đâu nè. Đừng lo nha. Đó. Tay 17 nè, 17 chạy về hả mua nha nè. 17.5 này chặt. Xe mặt con này thì nó cũng không có bự không đâu, cỡ 35 thôi, thì nó vừa với cái tay nó luôn đó. Nó 36 đó nghe nè, xe 36 thì nó sẽ vừa với cái tay mình, 17 cái về đeo rất là đẹp. 11 ly dây phá hai tầng đàng hoàng nha.
17 độ dày. Sáu tiếp theo là một con hàng hiệu của nữ nha, Chanel thụy sĩ. Chanel, Chanel này có một ô lịch nha em. Chanel sweet matte nè, lịch của nó màu nằm góc này nè anh em, nhưng mà lịch nó lịch màu sắp xám. Bởi vì mình không để ý kỹ là mình biết không phải có không biết có lịch luôn. Nó nấm cổ chai đàng hoàng nha anh em, nó rút ra nè. Nấc một nè. Anh thấy lịch nhảy không, mình để kỹ kỹ góc 4 giờ rưỡi anh em đó. Nó thì ở ngoài anh em sẽ nhìn thấy rõ hơn, số nó màu trắng này đó, đó thấy không? 9 10 đó. Chỉnh xong thì mình dặn nấm ren là mình xài nha nè, nấm có đá, đá cũng rất là bóng. Con này chất liệu rất là cao cấp nha em. Nó gồm có là đá ceramic, kính sapphire. Mâm thì còn siêu ni lông nữa. Con này mới kho thôi rồi luôn rồi. Chanel Paris nha em. Anh em nhìn thấy kỹ không? Chỉ ceramic này nè. Ceramic á, sweet matte. Mầm bắt nhiều ốc lắm anh em, 2 4 6 8 ốc lắm. Rất là nhiều ốc luôn. Thì dây dây đá nè anh em thấy không? Bộ dây rất là xịn sò luôn. Tay nó còn khoảng tay nữ cũng khoảng 16 anh em, 16 độ về thôi. Thì anh em cân nhắc nha, cái tay mà tay dạng mấy chị mà ú ú tay bự cỡ như tay đàn ông thì đeo không vừa đâu. Con này tay 16 phụ nữ thôi, không về. Bán 550 anh em, chờ neo kính chưa chạy. Dây đá ceramic nha anh em. Đeo con này lên rất là sang trọng anh em, thương hiệu rất là tốt. Giá nó chưa bằng 1/20 của nó lúc mới ra nữa nè. Đắt lắm. Chờ neo thì sỉ thì rất là đắt. 550 thôi. Anh em nào mua tặng vợ, tặng bạn gái hoặc là mua tặng chị đều rất là hợp lý nha. Nó còn mới lắm. Tiếp theo là mã M29 nha. Con này hàng Nhật thôi. Gai Valentino, hàng này rất là quen thuộc, mà nước vàng nó còn rất là đẹp nha. Dây vàng trước sau vàng hết. Dây vàng đẹp quá là vàng. Con này nhìn cái là mất gừng rồi nha. Để dành lâu lâu mình đeo đi đám đó nè. Nó đeo lên tay, mấy chị nữ đeo lên như một chiếc lắc vàng rất là dễ thương nha nè. Mặt thì kính lồi nè, nó nè thấy không, kính nó lồi mà nó chưa có một vết chày luôn. Con này nó rất là đẹp, nó dễ thương nữa nè. 250 thôi. Con này mình tính bán là 300 nên mình bán 250 thôi, cho mấy chị mua xài nó dễ. 26 nó xài cũng 26 ngang à. Nó dài nó cỡ 29 gần 29 nha. Vậy thì còn đẹp hết nè. Đẹp lắm nha. 250 thôi, nhìn ưng ý liền. Tiếp theo mã M30 là con này rất là đẹp nha, dành cho các anh nam nha. Đó, mình bán rẻ nè, có shop bán con này tới 750 nè, mình chỉ bán 550 thôi. Engine thì sỉ, dây lụa sweet mô máy thị cho nè. Dây nè. Vỏ thép, bộ vỏ nhìn rất là đẹp nha nè. Nấm còn đá đàng hoàng nha nè. Nó mặt nè, chưa có một vết gì của thời gian hết nha nè. Em thấy cái mặt nó trông cực kỳ không? Cái đây mặt nó làm đẹp lắm. Tổng thể cái đồng hồ còn rất là liền lạc nha nè. Nói chung là con này anh em đeo lên tay nó rất là sang trọng. Nhìn cho mấy anh em nam đeo nha, rất là đẹp. Con này không phải là mình dễ tìm mấy con như vậy còn mới được vậy nha em. Mình bán giá hữu nghị thôi, 29. Cái này mua chơi 7 ly. Con này 550 xứng đáng từng xu anh em bỏ ra, quá đẹp. Lâu lâu mới về được con lụa đẹp. Tiếp theo là mình có con này. Này lụa Nhật thôi, lụa thường thôi. Nhưng mà mặt nó đứng đá nha nè, nó có vết chạy đây. Nó tổng thể thì cũng còn rất là đẹp. Dây thì chưa bị sượng đâu nè, dây nó rất là mềm nha nè, chưa bị sượng kiểu mà có sử dụng rồi nè.
Dây còn đẹp lắm nha, chưa bị sượng, chưa bị nứt, chưa bị hư mắt nào hết đó. Con này chạy máy Nhật cái nè đó. Con này hình như là chạy máy của Miyota hay sao, mình mở cho anh em coi nha. Mấy thường thường mấy con này chạy máy của Miyota đó, đúng rồi, chạy máy Miyota trắng rồi nè. Pin thì mình đã thay pin Sony rồi nè, anh em xài an tâm. Nói chung con nào mình có pin xịn thì mình thay vô nè, có con pin nó bự mình không có thì mình để cái pin của bên dưỡng nó đem về, mình đầu hàng nó giao quá nè. Thì mấy con nào mình có pin thì mình sẽ vô bên Sony cho anh em xài nó an tâm nha. Dây khóa nè, con này cũng rất là ok thôi. Con này rớt mất tiêu cái phiếu rồi nè. Phiếu nó rớt ra rồi ta. Giờ M31 là 320 nè. Nó dán này nó mới dính nè. Mình dán ở sau lưng đi. Nó rớt hoài mất công đó. Thì máy CDJ này, máy Miyota mình cũng cho anh em coi rồi đó nha nè. Thì con này nó cũng rất là đẹp, nhưng mà nó không đẹp bằng con kia, mình bán nó rẻ hơn chút nha nè. Cho anh em chơi cũng được, con này mua dễ mua nè, 27 cũng tương đương thôi, vậy khoảng 7 ly nè. Em nào muốn con lụa mà giá cả phải chăng chạy máy Nhật thì con này 320 rất là đẹp. Con kia thì 550, máy thụy sĩ nó đẹp hơn nhiều nha, mặt đẹp, máy máy dữ luôn. Thì giá nó khác, còn con này thì mắc hơn nữa nha, con này 650. Con này thì tạm thời mình để cái phím nó qua bên đi. Con này đặc biệt là con này nó chạy máy cơ nha nè, máy cơ có tay bọc vàng trắng nè. Anh em bộ dây không là anh em ghiền rồi đó. Nó bộ dây nó cũng rất là hoàn hảo nè, chưa có bị hư một mắt nào hết. Dây chưa có sượng gì hết nha nè, đó. Em thấy không? Rất là mới nè. Con này mình cho anh em coi máy nha, bộ máy ở trong thì nó cũng dạng nhìn thì cũng thấy cũng xịn sò đó, chứ không phải là gì. Nó máy 17 chân kính đàng hoàng nha nè, xe Valentin V-Well đó, nằm ở trong chỗ con ốc bự đó nè, bánh gân bự đó. Máy gì Ruby nằm đều hết trơn nghe em. Cái gì lụa nó chỉ là máy gọn vậy thôi em, nó nhìn giống cái máy của Citizen như nè. Nó máy móc ngon lành nha, lên có là chạy thôi. Con này mình bán 650 nè, lụa lụa mà lụa cơ nữa thì nó rất là hiếm có. Lụa mà dạng lụa cơ cốt đó nè. Chạy rất là ok nha. 17 gì queo. Thì con này mình để cho anh em 650 nè, nó mặt mày còn đẹp hết nha. Con này xe ngang của nó cũng khá nè, chứ không phải nhỏ của Nam. Xe tới 20, chỗ bự nhất của nó là 20, gần 28 nha nè, 28. 28 dày 8. Dày này khỏi đo thôi, tại vì nó dính liền cũng dây vậy nè. Lên tay thì nó cũng rất là đẹp thôi. Lên tay cho anh em coi nha. Nó nhìn rất là sang trọng. Nó này mình đã không? Nhìn đẹp lắm như nè. 650 cho con này nè. 17 chân kính. Hàng cơ. Cơ cốt 17 chân kính, còn rất là mới nè. Tiếp theo mình có con Seiko một núi nha, giống như con họ bữa lô trước mình bán nha. Mà con này cái đai mặt nó đẹp hơn nha. Con này con kia bọc vàng, con này bọc vàng trắng nha anh em. Con này mặt thì không có điểm trừ rồi, chưa có bị chạy xước nha anh em. Một núi thì mấy chà bá luôn đó. Con này bọc vàng trắng là platinum anh em, BDB stainless steel lắc bọc vàng trắng nha anh em. Còn độ mới còn rất là cao nha anh em, nhìn kỹ trên dưới trái phải trước sau gì, kính chưa miếng chạy vậy nè, nó kính chưa dứt chạy luôn. Nó một con Seiko rất ok, bộ dây dây da bò
còn rất là ok thôi. Vậy mặc dù dây đã cũ rồi nhưng mà dây này anh em đeo nó cũng như công như nịch, nó rất là bền. Đi da nha. Xe ngang con này thường thường nó 20 27 27.5 28 nè, con này 27 nè. Form đẹp nè. Form được la mã nó là giá nó rất là cao nha nè. Dòng một nối thì cái máy bự lắm. Máy nó như con máy vàng, con xe cầu vàng mình mở cái mã F20 bữa trước đó nè. 36. Này một nối máy giống nhau hết rồi. Con này mình mở thử cái máy nó cỡ nào nha. Nó cũng giống dòng kia thôi nè, pin thì cũng thay pin xịn này nè, nó máy rất là đẹp nha anh em. Nhìn cái máy thì anh em ưng liền thiệt, nhìn cái đồng hồ vậy với cái máy bên trong khủng khiếp luôn nè. Pin này pin xịn đàng hoàng nha, Swiss Made, pin Gatana nha em. Máy móc sạch tinh luôn nha em, không có một vết dơ vết ố gì hết. Nó xứng đáng với giá tiền nè em bỏ ra nè, nó chất lượng bên ngoài bên trong nó đi đồng với nhau rồi, cái giá nó vậy đó. Chứ nó không có bị cái gì hết nha em, nó 450 thôi. Máy thì anh em câu thì anh em gì tiếp theo là siêu phẩm ngày hôm nay nha. Con này nó gọi là siêu phẩm của những siêu phẩm. Tạm thời mình để cái này qua một bên đi. Giá nó là 750 nha anh em. M34. M34 750. Dòng Perpetual Calendar nha anh em, lịch vạn niên nha anh em. Nước vàng của nó đúng là 10 điểm nè, anh em nhìn kỹ mình quay kỹ nha nè. Mình quay là không có chỉnh làm đẹp nha anh em, nhìn kỹ từng cái văn xớ trên cái đồng hồ nha nó. Vàng này là nó làm cái dạng vàng lợt nè, vàng kiểu rất là nhẹ nhàng thôi, đó, chứ không phải vàng đậm. Đó. Mặt nè, đồng bộ hết nè. Kính chưa một vết chạy luôn, kính có lò nhẹ nè. Anh nhìn chỉ dằn xớ đồng hồ, nó đánh dằn xước. Cái đồng hồ nó làm rất là chi tiết cực kỳ cao luôn nè, thấy không? Từng cái ngắn, từng cái hốc, từng cái nhách đó, dây nó đánh nè. Nó zin toàn bộ hết đây nè. Đồng hồ này thì các anh em mua nó xứng đáng với từng xu anh em bỏ ra. Mình nói vậy. Thì anh em bỏ 750 anh em mua đồng hồ này nó xứng đáng. Đó, trên dưới trái phải đồ thì còn rất là ok rồi. Vỏ thép không gỉ hết. Bản này bản kỷ niệm luôn nữa, nó còn mới được gì nè. Dạng hàng tồn kho nè. Stainless steel cộng 3 xe metal đó, được mạ vàng đó nè. Đó, made in Japan luôn. Đó, đóng rất là chi tiết cho anh em mình đó. Chạy ra đề máy là 8F32 nè. Máy 8F là máy cũng rất là bự đó. Đó, có lịch dạng niên cái nè, Perpetual Calendar nha. Cái ô lịch nó cũng làm rất là cách điệu nha nè, nó cái ô lịch nó có nguyên một cái lớp vàng ở ngoài luôn. Lịch dạng niên này mình chưa biết cách chỉnh lịch nha nè. Mình xây qua 24 giờ rồi nó có nhảy lịch không. Lịch dạng niên này nó khác với lịch thường nha nè. Không biết cái chỉnh lịch làm sao nữa. Ôi, con này không được rồi, con này lịch nó hình như là mình dặn qua 24 giờ nó không nhảy luôn anh em ơi. Con này để mình coi lại mới được. Con này chắc bị lỗi lịch quá. Nó giờ nó không kim nó chạy kiểu gì không hiểu luôn. Sao chiều mình thấy nó bình thường mà ta. Con này mình tạm thời thì mình ghép qua bên đi nè, mình sẽ kiểm tra lại mình, để mình hỏi sư phụ mình coi nó có bị gì là sao nha. Chứ dòng cái vỏ con này, bộ vỏ con này quá đỉnh cao rồi nè, đẹp lắm. Con này tạm thời mình ghép qua bên đi nè, không tính tới đi. Mình coi nó sao rồi mình quyết định giá cả lại. Trước tiên mình để nó qua bên đi. Bị lỗi hay gì rồi, không biết nữa. Tiếp theo mình lên con siêu phẩm nha anh em. Con này 750 luôn, con này cái mặt thì rất là đỉnh cao. Nicole Chronograph nha anh em. Nó mặt quá đẹp,
mặt nó cái lòng nó em ít có gặp lắm nha nè, nó làm giống như cái mắt con mèo quá nè, nó sẽ chạy ánh sáng nó chạy vô chạy ra nhìn rất là đẹp nha nè. Nó là chô nâu gáp nè, bấm thì kim này chô nâu gáp nó chạy nha nè, kim đỏ gì hay là kim nhỏ này dưới đó, hai kim có một kim chô nâu gáp nó bấm dừng nè, vậy là kim nhỏ là kim chô nâu gáp này nè, bấm nè nó trả lời rồi, nó chuẩn hết nha nè. Con này cái mặt rất là đỉnh cao luôn. Thằng này là cái thằng lịch này mình thiệt mình không biết nó bị hư hay là nó gì nha, tại cái dòng calendar này nó khác với cái đồng hồ bình thường đó nè, nó giờ nó chạy kiểu này chắc giống như bị hết pin đó nè, nó là bị gì mình không hiểu đó nè. Anh em nào mấy mấy anh nào khách ruột mình mà biết cái đồng hồ nó bị gì nhắn tin Zalo mình biết nha nè. Cái con này còn tem tích luôn nha nè, con này rất là xịn sò. Mặt đẹp 750 nha nè, chô nâu gác phơm dáng quá đỉnh này, xe ngang của nó sẽ 36 nha nè, 36 ngang, mặt dày 11 ly nha. Càng dày 44 đó. 750 dây thì dây thép tút đặc, con này cái độ hoàn thiện nó không thua gì con Seiko luôn nha, đó quá zin hết nha. Nói chung hai con này là siêu phẩm bữa nay, mà sao con kia nó bị lỗi rồi mình không biết, để mình thay của bên khác cho nghe nào, nếu mà bị lỗi thì mình bán tự xử luôn, có nó về chỉnh nhẹ lại thì cũng không có gì. 750 con này nha, chắc không nghĩ toàn thân mặt web cực kỳ đỉnh cao. Seiko không biết sao chắc cái viên nó bị vấn đề gì, biết kỳ cục. Con này hàng cỏ thôi, bán 200 ngàn thôi. Hàng La Mã của nữ, Tremont Hill. Tremont Hill này nè, được lắp ghép ở chung, vàng còn rất là đẹp, 200 ngàn thôi. Dành cho mấy chị nữ là thích cái form này, form oval này mà có kính kính lồi vậy nè, không là mã giá mềm chuyển khoản hết vẫn bao ship bình thường nha, gần 27 9 ly, ba mươi sáu dây phá dìn. Theo là mấy con cỏ mình lên nhanh nha nè, con này 270 là Seiko đi kính sapphire, xe ngang của nó là xe 34 nha nè, 34 34 ngang, mỏng có khoảng 7 ly, thép không gỉ toàn thân nha nè, 37 Seiko stainless steel cũng 3 xe metal bánh nhìn chạy máy 8B31 da banh nha, A nha. Cái dòng này chạy máy cũng cao nha, kính sapphire mặt là mã xe 34, dây dây zin dây còn khá dài nha nè. Con này dây nó cũng còn tay 17 năm đều ok, vừa chăng luôn, khỏi tăng giảm, nó vừa lắm nha nè, mặt nhỏ mà. Anh em khỏi sợ dây nó cục, kiếm sapphire không chạy đâu. Tiếp theo là con này mã màu 38, con này Jupiter một con lịch nha, nước vàng còn rất là đẹp, Jupiter của Ogen nha nè, không gì xa lạ đâu, nước vàng trên dưới trái phải rồi còn ngon hết nè, Ogen nè, hàng sản xuất tại Nhật nè, Ogen. Con này như cái máy nó cũng chợ bá luôn, mình cho anh em con máy nha. Bộ máy cũng rất là đỉnh cao, máy bự đó, máy nè, máy có một ô lịch, một máy cũng một chả bá nha, một chân kính nha nè, máy một chân kính, máy có Oren luôn nghe nè, logo Oren đó, chẳng phải máy nhỏ xíu nha. Con này cái nắp nó hình như là phải đưa vô cái máy ép nó xuống như nè cũng căng lắm,
để mình xử lý con này sau nha. Ogen này 260 nha anh em, một ô lịch. Size của nó là size 31. Đẩy lì gử. Mình gắn mình làm gớt cục pin này nha. Anh em nào mua mình gắn cục pin lại. Không có gì. Còn mới tinh đẹp nha anh em, 260. Size 32. Con này 300. Con này oxy, con này 4 kim nha anh em. Con này có kim đỏ. Nó có kim đỏ là chỉ gì mình không biết nha. Không biết chỉnh đâu. Cái chỉnh nó cũng quay theo đó, mà không biết cái tác dụng nó làm gì không biết nữa. Anh em nào biết nó mua xài nha anh em. Chỉnh nó quay theo vậy nè. Mà nó không có quay tương đồng nó nè. Này 8 giờ nó quay 10 giờ. Dạng nó chỉnh cái gì không hiểu anh em. Nhưng con này có kim đỏ, nó 4 kim mà trong 23. Vỏ nó còn đẹp nha, vàng. Con này giá quen cũng còn ok lắm. Vỏ vàng nha. Vỏ vàng kiểu vàng 18 á nè. Vỏ còn mới lắm, còn tem ni lông mà. Đó, hàng của Vega City Gen nha anh em đó. GN4S thì nhìn vô biết liền rồi đó. Đẹp hết nha. Chứ bị mọc gì đâu. Con này 4 kim. Bốn kim xe 33 nha anh em. 8 ly. Đầu càng là 38 300. Tiếp theo là mã M40 nha. Con này thì hàng điện tử, hàng Nhật nha. Ở sau lưng nó gì nè. Ở trước nó nhìn nặng lắm nha, nguyên một cái miếng vàng bự lắm. Cái này nó dính mực nha. Mực mình gạch thôi chứ không phải bị gì đâu nha. Con này có đèn. Nó tùm lum chức năng. Đó, con này nhìn giờ nó như nè, nó có nút play nè, đây đây nè, nó đua thời gian đó, đua là hai đó, hai mối thời gian một lượt để chỉnh cho nó gáp đó, tùm lum chắc nặng lắm. Này để cho anh em sưu tầm 270 thôi, lên tay đeo cũng ngộ ngộ rồi đó. 270 nặng. Ngàn nó tới 35 nha nè. Này 14 15 ly. Con này vậy đó, nó vậy form nó độc lạ thôi. Mới tin à. Cốt cũng làm hai cốt vàng hai đầu luôn nè. Cũng xịn lắm chứ không phải đồ dở đâu. Rồi M40. Có giá là 270k nha nè. Sưu tầm được. Tiếp theo con này. Con này nó bị khô dầu nha nè. Con này vỏ nó vỏ thép. Nặng dữ lắm, nặng luôn. Máy nè, máy tới 35 gì queo nè, của San Luci Italy nè, automatic watch, bắt bằng 4 con này ốc, dữ lắm nặng, lên tay nè, thấy không, tay mình đeo muốn không, không dép, này dành cho mấy anh mà xây, mấy anh bự, tay 18 cho lên, đeo con này rất là hợp lý, đẹp, con này còn chạy như đàng hoàng nha nè, bút nấm ra dặn nó chạy, nó bị khô dầu. Nó kim nhiều lắm nha. Mình cử động cái kim thì nó chạy được chút mà nó ngừng nha nè. Đó, chạy mượt lắm. Mặt mày chưa chạy xước gì đâu. Kiến đẹp lắm. Đó. Nó có lịch thứ nè, lịch tháng nè. Đó. Lịch ngày, lịch nhỏ nè. Có kim đỏ chỉ lịch ngày riêng nè. Đó. Trên cái đồ nhỏ trên tới 3 kim trên đó. Tổng thể nó vậy nè, chỉnh nút thì chỉnh ok hết nha nè. Con này xe to, xe dành cho những anh em tay to nha, em tay nhỏ thì có thể bỏ qua. 45 lần 14 càng dài 51 52 nha nè. Đó. Thì nhìn em tay to rất là lực luôn, cái này chọi chúng dám chết lắm, nặng lắm. Nó 35 nhân kính thì cái tần số tự động của mình nghĩ là 28.800 đó nè. Nó 35 nó xây ốc nổi luôn. Đẹp vậy nè. Con này nhìn ở ngoài
thì mình vẫn đeo được bình thường. Tay 17 năm thì mình đeo cái càng nó chưa rớt ngoài đâu anh em. Nó nhìn kỹ lại cái càng nó còn nằm trong tay mình nha, đó. Tại vì mình ngồi cái hướng mà nhìn không rõ. Thì 17, 17.5, 18 thì đeo con này cũng vừa rồi. 3 triệu. Mình có bớt nhẹ nè, bữa trước mình bán 3 triệu 2. Thì anh em về trừ hai anh em lau dầu 200 ngàn nữa thôi. Đó. Thì anh em lau dầu 200 ngàn nữa thì anh em đeo thôi. Mới tin. Tam làm gì quen thì không phải dễ kiếm nha nè. Tiếp theo mình có con quýt cơ nha. Quýt cơ quýt đồng. Quýt cơ cót. Máy vàng đẹp chạy rất là ok. Phi của nó đường kính của nó là khoảng 43 nha anh em. Kính lồi, kính đẹp không? 12 kính lồi nhẹ nha. Chạy rất là ok. Nước vàng cũng rất là đẹp như nè. Lộ trước lộ sau hết đó, nhìn bộ máy chuyển động anh em nhìn nó trong veo luôn đó, anh nhìn thấy luôn ha, đó, thấy không? Hay lắm, mình chạch thôi nè. Con này bán 500 nha nè, cũng giá cũ rồi đó. Mình cũng có quýt lộ mà quýt nóc, con này quýt đồng, quýt đồng thì đi kèm với dây đồng khóa đồng đó. Chạy ngon hết nha anh em, đã lắm, nặng lắm. Lộ tim này anh em chế cái đồng hồ đeo cũng đẹp đó, mà chế cái đồng hồ đeo gì nè, nhìn đã không? 500 M42 quýt lộ, nhìn chế quýt cái ghiền liền kính lồi cục La Mã nha, cục La Mã đẹp 500k. Để két cái hộp cũng quýt bạc hơn nha, chứ không phải hộp cũng hết đâu, cái quýt bạc nha. Nó bạc thì nó giống là cái hộp của nó à. Thì nó trùng với cái logo lên nó thấy không? Quýt bạc đúc nặng dữ lắm, nặng nó chỉ cho nặng thua nặng hơn đồng nữa. Máy nó máy pin thôi, silver nè, bạc nè, hàng chạy máy Nhật đó, đóng cái chuyện 925 hay nhìn vô biết liền nha nè. Con này còn siêu ni lông luôn đó, chưa bóc siêu đâu, còn mới dữ lắm, mới hàng hộp mà nè, cũng cọc La Mã luôn nha nè. Xe này cũng xe lớn mình bán nha. Giá cũng mềm nha nè, nộp tiền bạc là đủ tiền rồi, khỏi cần tính tiền đồng hồ tiền gì chứ. Xe ngang là xe 39 đó nè, mặt nó 7 ly, con này 550 nha nè. Nói chung là tiền bạc là cũng đủ rồi, nặng lắm, cho 5 chỉ bạc hơn có cây bạc luôn, cái này có cây bạc rồi. Cho nằm chung nhau đi, trắng vàng, vàng 500 trắng 550. Tiếp theo là mình lên mã M43 nha nè, 3 triệu 2. Con này 29 gì queo, con này lộ lộ cũng lộ trước lộ sau luôn đó, 3 ATM à, stainless steel 29 gì queo nha, nó 29 gì queo máy đẹp không? Con này lắc ra chạy, con này thì còn xài ok, con này về đeo là không cần khỏi lau dầu nha nè, có không chơi cốt đàng hoàng đó. Nó chuyển động nó thì cái trong chống cái cánh quạt đó nè, cánh quạt ngay chỗ cái tim của nó chuyển động theo, nó rất là đẹp nha. Nó gồm có lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng và lịch năm luôn nha anh em. Con này hay lắm. Con này nó có chức năng là dừng chuyển động khi mà mình chỉnh nha anh em. Nó hết skin test hay gì đó. Thì nó bộ máy nó cao mà. Rút nó chỉnh hay nó dừng. Nó có lịch năm này anh em, lịch năm mình chỉnh cái nắp này nè. Thì mình cũng để cho anh em về đi chỉnh nè. Lỡ tay bấm không như năm 2024 mình bấm lên năm 2025 thì mình cũng không biết chỉnh về lúc nào nghe nè. Đó. Đóng lại thì chạy tiếp thôi, nó hacking stop, mặt còn đẹp lắm nè, kính lồi nhẹ. Con này thì anh em mua về xài thôi, cái khỏi cần lau dầu lau mỡ gì thêm như nè, chạy rất là ok, thép đúc còn than nặng lắm, hàng hộp mà xây 41.5 nha nè.
Độ dày mặt thì cũng cỡ 12 ly, 15 ly luôn nha, quá dày. Hàng cơ mà nhiều chức năng mà nè. Gần 50 luôn á. Con này dây dày thoải mái à. Dây dày lắm. Còn mắt nữa nè, còn mắt thừa nha. Con này nó là phá hai tầng mà có nó bóp luôn. Xịn lắm. Đó. Tay 17 năm thì mình đeo con gọng vậy nữa nè, thì em hai mắt nữa hay em đậu đi. Đó, xe này đeo lên tay nó rất là ngon. Nó vừa dặn lắm nè. Đó. Tay 17 năm thì đeo vừa rồi. Chạy ngon lành nha, thép trắng vòng bộ. Không, con kia nó bự quá. Nó bự kiểu không tăng á nè. Nhìn dây nó hàng mới nha. Hàng hộp thì độ mới nó thì không phải bàn rồi. Thép mắt bự bự không nè. Về đeo thôi, khỏi vừa lau dầu lau mỡ gì đâu. 3 triệu 2. 29 gì queo, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Mã 43 nha nè, M43. M44 hay lên con này mấy thị sĩ nha, con này phong tăng. Giá của em nó là 550 nha. Mã 11 M44. Con này còn hợp, dây cũng mới, cáo cảnh này. Gây Glacier nè. Hàng chạy mấy thị sĩ á. Thép không gỉ toàn thân. Lên tay nè. Đẹp lắm nè, mắt nó còn nè, mắt còn một khúc. Thì anh em khỏi sợ cái vụ dây ngắn nè, mắt còn tới nhiêu mắt rồi đó. Khỏi lo nha. Dây bao dài. Con này xe ngang của nó 20 25 thanh em. Có dài, nó dài lắm. Nó dài tới tính đầu càng luôn, nó dài 46. Có cái đầu này dính liền giữa cái đồng hồ thì mình phải đo nha em. Thì đeo nó ôm tay mình lắm. Đó, gì nè. Đó, không có nhỏ nha nè. Chưa chạy xước gì đâu. Hàng kỹ sĩ. Hàng hộp luôn, giá 550 nè. Mã cuối cùng ngày hôm nay là con sáo kim ba cốt, hàng 250 bình dân nè, vỏ nhựa, nó chạy máy Nhật đó nè, bấm vô nè, kim cho nó gáp chạy này anh em. Đó. Hàng đeo thì cái dạng như đeo phong cách trẻ trung năng động đó nè, mặt xanh, chạy máy Citizen thôi, mình bấm nút nữa thì nó dừng nè, bấm cái chạy về nè anh em, sáo kim ba cốt chạy chuẩn nè. Con này xe mặt cũng khá là ok thôi. Nấm đầu chùa. Xe 38 nha. Dày cộng dày 12 ly. Rồi. Mẫu này cũng kết thúc cái clip ngày hôm nay anh em. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ inbox cái Zalo của mình anh em, gọi qua gọi trực tiếp. Đó. Rồi, bye bye mọi người nhé. Hẹn mọi người ở một clip tiếp theo nha. Rồi.